sống nhẹ nhàng trước những nỗi lo. Chào mừng bạn đến với chương mục Radio của IQ. Sau đây, mời bạn lắng nghe bài viết Sống nhẹ nhàng trước những nỗi lo của tác giả Quý Phái được đăng tải trên nền tảng Zing News. Xuyên suốt 4 chương sách, tác giả Francine Chay lồng ghép suy ngẫm của mình về quan niệm sống nhẹ nhàng. Những ngày mà thông tin về tình hình dịch bệnh khiến tâm trạng con người dễ bất an, chúng ta cần trấn tĩnh bản thân bằng những phương pháp trị liệu tinh thần. Cuốn sách Nhẹ bẫng, sống nhẹ nhàng, lòng nhẹ tên, đời nhẹ bẫng của tác giả Francine Chay là lựa chọn phù hợp trong giai đoạn này. Qua mỗi trang sách, từng gánh nặng sẽ được trút bỏ và từ đó cuộc sống sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn. Ngay từ tiêu đề cuốn sách đã mang đến cho độc giả cảm giác bình an. Trước hết, nó dành cho những ai đang muốn mang sự tối giản vào cuộc sống dựa trên liệu pháp giúp nhẹ gánh về mặt đồ đạc. Sau đó, nội dung sách hướng tới việc giữ lòng nhẹ tên trước những tác động tiêu cực từ cuộc sống bên ngoài. Không gian thông thoáng, tâm hồn bình an. Khuynh hướng tích trữ là bản tính tự nhiên của con người. Trong lúc đang phải gồng mình đảm đương công việc, chăm sóc gia đình hay giải quyết những vấn đề khác, chúng ta không kịp nhận ra các tủ đồ trong nhà đã chật ních, thời gian biểu đã xếp kín và tinh thần cũng gần như kiệt quệ. Tác giả Francine Chay nhận thấy tình trạng này. Chính vì vậy, nội dung sách giúp độc giả nhìn nhận được sự nặng nề trong cuộc sống của mình và tìm đến những giải pháp phù hợp để cuộc sống trở nên nhẹ bẫng hơn. Tài sản có thể là yếu tố kích thích tinh thần rất mạnh, nhưng khi giải phóng mớ đồ thừa, những cảm xúc hỗn độn gắn liền với nó cũng không còn nữa. Điều này sẽ là tiền đề để dẫn đến một nội tâm khỏe khoắn. Tác giả nhấn mạnh, nếu đem về nhà một món đồ mới, hãy duy trì trạng thái cân bằng bằng cách trao đổi tương đương, đổi sách lấy sách, giày lấy giày, cố gắng để không thêm bất cứ gánh nặng nào cho căn nhà. Khi không gian sống thoáng mát, ngày tháng sẽ lướt qua nhẹ nhàng hơn. Thay vì lo tích trữ đồ đạc, con người nên chú tâm hơn vào những giá trị cốt lõi như tinh thần cộng đồng. Cụ thể, tác giả gợi ý, vào thời gian rảnh, dành cho việc mua thêm đồ đạc, bạn có thể tham gia tình nguyện hoặc viết sách. Đó là những công việc giúp giảm tải gánh nặng trong cuộc sống mà vẫn lan tỏa được yêu thương đến chính mình và mọi người. Nguyên tắc sống nhẹ bẫng. Sau phần nhẹ gánh đồ đạc, cuốn sách hướng đến 3 phần còn lại: nhẹ gánh tác động, nhẹ gánh căng thẳng và nhẹ gánh tinh thần. Sống tối giản chỉ là một trong 4 liệu pháp giúp sống nhẹ nhàng. Nếu phần nhẹ gánh tác động giúp thanh lọc tâm hồn bởi những tác động tiêu cực ngoài xã hội, thì phần nhẹ gánh căng thẳng đặt ra những ưu tiên và sắp xếp chúng thành hệ thống để cuộc sống bớt phần bận rộn. Và cuối cùng, phần nhẹ gánh tinh thần hướng độc giả tìm đến các phương pháp trút bỏ những suy nghĩ, cảm xúc tiêu cực cũng như các yếu tố căng thẳng để giải phóng tâm hồn, đồng thời đón nhận những điều hạnh phúc, ý nghĩa hơn. Chẳng hạn, thay vì thu mình trước màn hình các thiết bị điện tử, nghe hàng loạt thông tin tiêu cực về tình hình dịch bệnh, chúng ta nên tìm đến những niềm vui khác như tìm đọc câu chuyện đẹp mùa dịch, nghe một bản nhạc nhẹ nhàng, cùng nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa với gia đình. Nếu việc dọn dẹp chỉ diễn ra trong một ngày, tình trạng cũ rất dễ tiếp diễn, nhưng nếu cuộc sống của bạn hoàn toàn tuân thủ theo nguyên tắc sống nhẹ, bạn sẽ nhận thức rõ mục tiêu và có động lực mạnh mẽ để theo đuổi mục tiêu đó. Tác giả Francine Chay chia sẻ.